bà biết cục toan luôn đấy. Tôi làm sao? Bây giờ không có thay xe, chú phải giữ xe con lại. Báo công an nha. Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng gặp gỡ các bé thì cho phép Thanh Thảo giới thiệu vị khách mời đang cùng có mặt ở đây. Đó là một ông bố mà cũng rất quen thuộc với khán giả truyền hình, ca sĩ Hoàng Bách. Bác xin chào và rất vui mừng được gặp lại quý vị. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của hai mẹ và bà ngoại của các bé để cùng theo dõi chuyến đi đầu đời của các con khi các con thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ ba mẹ. Xin được giới thiệu các vị phụ huynh đang có mặt tại phim trường. Còn bây giờ xin được mời quý vị khán giả hãy làm quen với hai nhân vật chính của chúng ta, một cậu bé 5 tuổi và một cậu bé 4 tuổi trong hành trình hôm nay. Đền tưởng niệm các vua Hùng nằm ở ngoại ô quận 9 thành phố Hồ Chí Minh là một địa điểm thân thuộc của hai cậu bé đáng yêu trong chương trình Con đã lớn khôn ngày hôm nay. Anh chàng cao giáo có đôi mắt sáng và lém lỉnh này là Vũ Hoàng Thái Bảo, 5 tuổi 3 tháng, một anh chàng thông minh, ít nói và cực kỳ có trách nhiệm. Còn anh chàng có dáng vẻ tròn như hột mít với cặp kính cận đặc trưng này là Vũ Minh Thiên, 4 tuổi. Cậu em họ này thoạt nhìn có vẻ khó tính, nhưng lại là một cậu bé luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chỉ có điều nói hơi nhiều và hay có nhiều ý kiến bất chợt chút thôi. Hôm nay, hai bạn nhỏ sẽ trở thành biệt đội vận chuyển của bà ngoại khi giúp bà đem cơm và đồ lên cho chú Đại đang phải trực ở đền tưởng niệm, đã mấy ngày không có thời gian về nhà. Rồi, con phải đi từ từ nha. Con đi lẹ là đổ nha. Rồi, hai con đi cẩn thận nha. À. Đi từ từ có đổ hết nữa chứ. À. Rồi. Đường từ nhà đến khu vực hành chính, nơi chú Đại làm việc chỉ khoảng 900 mét. Tuy nhiên, với khối lượng đồ khá cồng kềnh và với hai anh chàng hiếu động nghịch ngợm này, thì liệu chuyến hành trình có êm ả hay không đây? Trong tất cả những cái hành trình của Con đã lớn khôn, nếu cái tập nào mà có xe đạp là y như rằng xe đạp lại là cái nhân tố rắc rối đó anh. Thứ nhất là xúc sên, hư giữa đường, rồi bên cạnh đó các con còn chở cơm rồi chở nước nữa, thì không biết là liệu hai anh chàng này có xoay sở được hay không. Nhưng mà em thích nhất cái điểm gì phải không, nghe giới thiệu là Minh Thiên á, là cái miệng lúc nào cũng liến thoắng và nói rất là nhiều. Thế là nhìn mặt là đã thấy lém lỉnh rồi. Nhưng mà anh thì anh tin là cái xe, hai cái chú ngựa sắt này sẽ hỗ trợ rất là tốt cho hai cậu bé của chúng ta. Vì em nhìn trong sơ đồ em có cảm giác là hình như các bé phải băng qua một cái giống như là cái bậc thang á, chứ không phải là đường bằng phẳng, đạp một cái là tới nơi. À, mới là cái vấn đề. Vậy thì bây giờ để xem hai anh chàng dũng sĩ nhí của chúng ta ngày hôm nay sẽ xử lý với những khó khăn như thế nào. Mời quý vị theo dõi tiếp ạ. Hào hứng lên đường, nhưng chỉ vừa dắt xe ra khỏi nhà được vài bước chân thì anh chàng Thiên đã than vãn. Ở chân có bảo. Cái xe của Thiên cứ đi đâu vậy? Xem ra khối lượng hàng hóa khá cồng kềnh đã khiến cho hai anh chàng vận chuyển gặp không ít khó khăn. Và giải pháp là... Tại giá đi bảo mình ngồi sẵn rồi. Xe đạp đã chính thức thành xe đẩy. Nhưng cũng chỉ được vài bước rồi lại... Rồi cô bỏ trên. Chú ơi, chân đi với. Một người cứ lặng lẽ làm theo, một người cứ liên tục thay đổi ý kiến. Và hậu quả là... Rồi. Đây. Rồi, rất ơi. Mệt ơi. Mệt quá đi. Đang đi mà. Bình nước cam của chú đó, hồi nãy bà dặn mang nước cam ra cho chú đó. Và giờ thì bắt đầu trách móc nhau. Câu mắng này nó xuất phát từ cái sự tức giận hồi nãy giờ trong hành trình gặp nhiều rắc rối quá nên bực bội. Cái con gà kia muốn chơi.
con thẳng vào mặt đi. Con thẳng vào người chết con. Làm thịt. Làm thịt ăn luôn nhớ. Chú gà tội nghiệp chỉ vô tình chạy ngang thôi, chứ có tội tình gì cơ chứ. Phải đón xe quên kia gà. Không phải xe. Ra mình làm cho. Con chạy lên kia đúng không? Đến lượt Bảo gặp sự cố nghiêm trọng. Mắt luôn mẹ tin. Ôi sao tụi quân con? Mắt luôn mẹ tin. Nghe tin sét đánh và hành động ngay tức thì của Thiên là... Sau khi chắc chắn chiếc quần của mình được an toàn, Thiên mới qua giúp đỡ Bảo. Nhưng... nhiệt tình quá lại thành ra phá hoại. Con ơi sao con rút dây luôn của anh rồi? Rồi sao? Giờ thì không biết Bảo nên khóc hay nên cười đây. Cái anh kia kìa, anh cười kìa. Quan đã luôn nè. Đâu? Rồi rồi. Đây mới là cái vấn đề nè. Bây giờ là rút luôn sợi dây rồi. Tình huống như này khó. Phải chú là chú cứ để vậy rồi chú che mắt chú thôi. Bỏ xe, bỏ hết đồ rồi chạy luôn về tìm người giúp. Chạy luôn về là nghĩa là tấm quần chạy về. Năm tuổi là mắc cỡ lắm rồi. Ừ, tấm quần chạy về hả? Để xem các bé sẽ xử lý như thế nào ạ. Thường ngán á. Con đi lẹ đói luôn á. Gặp phải tình thế giờ khóc giờ cười, nhưng nhớ lời ba dặn, cả hai quyết định đi tiếp. Vì không được mang xe lên khu vực đền nên hai anh chàng đành phải gửi xe ở bãi giữ xe. Lấy phiếu đàng hoàng cũng là tiện thể tranh thủ nhờ người cấp cứu cho chiếc quần của Bảo. Chú ơi, cụp anh vào, cụp anh nó vào nhanh. Chú chỉ cụp sơ lại thôi chứ chú đâu có luồn được đâu. Sự cố đã được khắc phục tạm thời, cả hai lại tiếp tục nhiệm vụ vận chuyển của mình. Và anh chàng Thiên lại tiếp tục ý kiến. Nặng rồi, chết tay rồi nè. Đã nặng quá mặt quá. Nhưng lúc này... bị tụt. Lại nữa. Bảo, sát chúng mình đây. Bà ta bị tụt quần nè. Tụt quần đi kìa. Mình bảo là hai cái đẩy lại luôn giờ. Dạ, lại trong lúc tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, anh chàng Thiên lại còn vô tư đề nghị. Đã, cầm hai cái nha. Mà Thiên ghê vào đâu có cây cầm ở đâu. Hai tay cầm mình cầm ở đâu rồi nè. Bảo có tiền có hai thế này tay thì à? Thật không hiểu cho nỗi khổ của Bảo gì cả Thiên ơi. Thôi mình đi cho Bảo lại luôn. Trời ơi anh cầm kìa thế không? Trắng chơi nha. Nặng ghê. Mình có hai tay thôi mình băng được. Nặng quá. Bảo hấp không được rồi nè. Đang vật lộn với đống đồ thì lại có người nhờ vả. Hai bạn nhỏ đi đâu đó? Đi sao mang đồ lên cứ đợi. À vậy hả? Hôm nay cô tham quan khu này nè, hai con biết gì về khu này, hai con dắt cô đi tham quan đi. Dạ. Ở khu này có gì đẹp ta? Vốn tính thân thiện nên Thiên rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho cô, nhưng Bảo thì không hào hứng lắm thì phải. Có đẹp không? Thì không đi nha. Bye bye. Thích đây cô. Nặng quá à. Bảo, nâng ở đây luôn rồi nè. Bảo. Anh Bảo là anh không có dám nấn ná miếng nào. Anh sợ đang nấn ná mà tụt cái quần thì không biết sao. Rồi, xuống giúp cái này luôn anh ơi. Nặng quá à. Đi kề xin. Bỏ cái này luôn. Bỏ cái này vào trong nhỏ đi. Nặng quá Bảo. Liên tục phàn nàn về việc mình phải mang nặng, anh chàng Thiên nảy sinh ý định. Bỏ ra trong cặp đi. Không, nặng quá. Mình xách ở đây luôn rồi nè. Ông rồi nét đồ qua người ta luôn. Anh bỏ thêm bánh chưng vô. Mình ra một cơm thôi. Mình hết cơm ấy. Như thế này thì có vẻ gọn hơn, nhưng ai sẽ là người mang chiếc túi nặng đây? Tội nghiệp Bảo quá à. Và lần này thì Bảo đã không nhượng bộ nữa. Nặng hơn nữa. À ghê ghê, dẫn sách ta. Chúng anh phục ra đây. Và cái này người ta gọi là tính quá hóa dại đấy Thiên ơi. Thiên, Thiên, Thiên.
Tại hả? Khô quá. Ở đây lắm rồi nè. Đây bảo. Còn một tay lắm rồi nhá. Ở có đi đường. Chỉ còn khoảng 200 mét là đến nơi chú Đại làm việc rồi, nên Thiền cũng có vẻ háo hức hơn. Nhưng... Rồi xong. Còn cơm đâu mà ăn con. Đi màu đỏ. Buông lời trách móc hành động bất cần của Bảo, nhưng việc quan trọng vẫn là... Đi chơi đâu Bảo. Có lẽ trưa nay, chú Đại sẽ được thưởng thức một món ăn mới, thịt trộn với cát mất thôi. Đây Bảo, thịt cầm cho nó coi. Nghĩa là cái đường thì nó không nguy hiểm, nó không có xe cộ gì nhiều nhưng mà nó lại rất là gian nan. Trời ơi, con giác lên kìa. Trời ơi. Rồi, bây giờ tới rau rồi. Tao muốn nói bị rớt rồi nè. Bảo đi đúng cái này đây. Rớt rồi anh chưa? Chưa nè. Vậy làm cái tới đây rồi nè. Đó. Đây là ra. Đây. Mở cho không đi được à? Chưa lại đây. Với chiếc cả mên gây ra bao nhiêu là phiền toái thế này thì giờ đây chẳng còn ai muốn cầm nó cả. Một cuộc tranh cãi đã xảy ra và không ai nhường ai cả. Giờ rồi nè. Bao. Bảo, cầm này đây. Bảo có chuyện có hai tay thôi nha. Có cô Bảo ơi. Nhưng sự lạnh lùng của anh chàng Kiên cũng là vì lý do... Em bảo ở ngoài kìa. Em bảo ông như vô kìa. Chỗ nào đâu? Anh bảo đâu mà? Ở dưới. Ở dưới cục mực kia. Sao? Thấy ra. Sao rồi? Mệt quá. Dậy đổ hết nước rồi. Rồi kệ. Con mới để nó bảo. Nè, chú Đại về nguyên điểm chỉ. Tiên cư, đi chú con không mà. Dạ hả? Nè. Chú Đại còn rớt đồ ăn nữa. Ừ. Nó vô chú Đại. Sao làm rớt? Con đang đi mà. Cuối cùng thì bữa cơm trưa đã đến được tận tay của chú và cũng thành thật khai báo về sự cố xảy ra trên đường. Xem ra Thiên và Bảo đã chứng minh cả hai là những anh chàng vận chuyển đầy trách nhiệm. Vì thế được chú tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng mới trên đường quay trở về. Bây giờ chú Đại đi công việc này. Chú Đại đi làm việc. Giờ chú Đại nhờ hai đứa làm việc. Nhá. Dạ. Mà cái này cũng cho cô Phượng á. Cô Phượng nhờ bán những xe á. À. Gặp chú bảo vệ hỏi cho con gặp cô Phượng. Chú Đại con gửi đồ cho cô Phượng nhé. Nghĩa là vận chuyển đồ ăn được đến nơi rồi mà tin chắc là chú không có ăn được đâu. Nhưng cơ bản là bây giờ không phải là đi về không, mang đồ cho cô đồng nghiệp của chú nữa. Rồi với cái xe đạp nữa thì hai anh chàng có nhớ lấy xe không? Hay là để xe lại cho đỡ rắc rối? Tôi nghĩ là không quên được đâu. Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp là cái chặng đường về 50% nữa các bé có hoàn thành được không? Xem ra Thiên có vẻ không hào hứng với nhiệm vụ mới này cho lắm. Nên ngay lập tức... Bé, cầm này đây. Con để chú. Con để chú. Bé mang chiếc cặp lên cho chú. Tiên mang đi. Con chạy qua luôn. Bé nói đừng có đâu nè. Thiên đầu có nhận nhiệm vụ này là do Bảo nhận đấy chứ. Ông nhỏ này là mồm miệng đỡ tay chân. Lành lắm. Lành lắm. Thì con thích con Bảo không?
bài cầm này nè. Cuối cùng thì Thiên cũng đã chịu phụ giúp bà một tay. Ơ, Thiên ơi, cô Thiên. Anh này anh tháo vát, anh quán xuyến đủ thứ nha. Cái giỏ là anh biết đeo làm sao cho nó có cái thế để nó đỡ nặng. Cô lại lên đâu? Cô phụ sắp về á. Wow, đâu có liên quan gì tới mình đâu nè. Chạy đừng kia về luôn, không quan tâm cô Phượng nữa. Cô là kì. Trời cũng đã về chiều, sợ cô Phượng sẽ đi về mất, nên cả hai quyết định chạy thật nhanh cho kịp. Nhưng cũng chính vì thế, rắc rối lại đến với Thiên. Ôi, bây giờ sao? Nói là cái bệnh tụt quần này nó cũng bị lây. À. Giờ thì chiếc quần của Thiên cũng cùng chung số phận với quần của Bảo. Anh dính vào lại cái quần của anh. Anh còn chắc lại. Mặc dù rất thông cảm với Thiên, nhưng nhiệm vụ cấp bách không thể chậm trễ được, phải ưu tiên giao đồ trước đã. Nhưng rồi, chú bảo bạn luôn. Mỏi chân quá. Đồ. Thật may là cô Phượng vẫn còn ở trong văn phòng. Ai kêu con mang xuống vậy? Chú để ai? Chú để đâu mà kêu con mang xuống? Chú để đây này cô. Nhờ cô cột lại cho cái quần ha. Anh mắc cỡ, anh chạy tới chạy lui. Nhiệm vụ chú đại giao cho cũng đã được hoàn thành xuất sắc. Giờ thì hai anh em có thể yên tâm thư giãn một chút rồi. Đấy, đúng thư giãn luôn. Nhưng vui chơi trong tình trạng khó nói thế này có vẻ không ổn cho lắm. Thôi thì mau mau quay trở về nhà để nhờ bà sửa giúp thôi nào. Bà về, con bị quần rồi. Con đâu con leo lên xe đây ngồi đây. Con mua hàng cái bà áo. Để xem cái này bà. Cửa thẻ có con đâu. Bà có lấy này về không? Đâu, xe nào? Hai xe luôn, hai xe luôn chú. Không hai cửa thẻ xe con đâu. Nhưng trời thật là không chiều lòng người, rắc rối vẫn chưa chịu buông tha. Cả hai chỉ có một chiếc thẻ xe. Không biết là mình đánh mất chiếc thẻ xe từ lúc nào. Mà chú bảo vệ đó cũng rất nguyên tắc. Xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Anh đang tranh đấu với chiếc xe của mình. Nhưng mà bây giờ chú thì đúng luật thôi, giờ có thẻ chú mới cho lấy xe. Mà em thấy lúc này hình như là tâm trạng của Thiên đang lên tới đỉnh điểm rồi đó. Vì cái sự cố tụt quần này nó làm cho chàng hơi bối rối, nên là không có còn vô tư bình tĩnh giống như ở đoạn đường đi nữa đó. Không, anh nghĩ là thực ra là con thì con nghĩ đơn giản thôi. Xe của con thì con lấy, nhưng chú đừng có lấy xe của con. Con đâu có biết gì hơn đâu. Có thể đây cũng là lần đầu tiên con đi gửi xe như thế này. Giờ các con sẽ làm sao đây? À, có xe của con. Đứng xuống xe đứng lại nè. Hai đứa đứng xe đứng lại. Bạn kia. Bạn kia. Cắt mặt bạn kia lại cho chú mắt lại. Đúng. Thiền đã bỏ chạy, không còn cách nào khác. Chú bảo vệ đành giữ Bảo lại để giải quyết. Bây giờ có một thẻ xe chú không cho con đi được. Trong khi có người dường như vẫn anh rất thong dong. Anh thoát được rồi nha. Con đi bộ ra dắt thằng kia vô để chú kiểm tra coi đúng xe của con là chú mới cho đi được. Dạ. Tết. Đi vô. Chú làm gì? Chú nói gì kìa. Chú nãy giờ. Thấy chú bảo vệ có vẻ rất nguyên tắc, muốn giữ lại chiếc xe yêu quý của mình, Thiền đã đe dọa. Báo công an nha. Con không có thẻ xe mà con lấy xe con đi. Con báo công an chú, bắt chú luôn á. Túi quần có không? Không. Trong lúc Thiên và chú bảo vệ đang vô cùng căng thẳng thì Bảo đã phát hiện ra. Vậy là để thẻ xe trong. Nhưng giờ làm sao có thể quay lại đó để lấy đây khi mà lại đi rồi. Con chứng minh được xe con không? Không. Chứng minh được sao chú cho con đi được đây? Anh chạy về luôn giờ. Không được. Cuối cùng Bảo đã có đề nghị vẹt cả đôi đường. Chú gọi bằng điện thoại mới được. Cháu chú Đại không? Ồ, thấy không? Cậu này rất là bản lĩnh. Đúng rồi, Bảo rất là thông minh.
chú mang điện thoại. Có hai bé nói là cháu của anh á, mà có một đứa có thẻ xe thôi. Nó nói là gớt ở trên đó, anh kiểm tra giùm em coi có gớt trên đó không anh. Dạ, có gớt trên đó hả? Vậy chúc anh xuống anh mang cho em nha, em cho hai bé lên xe đi nha anh. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều. Sau khi được chú Đại xác minh, Thiền cũng được chú bảo vệ châm trước để lấy xe về trước. Cả hai nhanh chóng chào tạm biệt chú để về nhà. Con chào chú. À! Đi bên trong thôi, chạy ngoài rồi. Sao tôi đi về vấn đề rồi sao? Sau mọi chuyện rắc rối, tưởng chừng như đoạn đường trở về sẽ êm ả hơn. Cảm ơn. Kim dắt con chạy bé. Có nghĩa là bây giờ dứt khoát ngồi trên xe cho con bước xuống nha, bước xuống là có vấn đề đó. Không, 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 không. Bé, bị đứa con nữa nè. Một tay xách quần, một tay dắt xe thế này quả là khó khăn. Cuối cùng anh chàng quyết định leo lên xe chạy để giữ chiếc quần vào đúng vị trí của nó. Oh, mát chứ, cái này lại thoáng mát chứ. Chỉ có cách đó thôi. Du. Ai ăn du. Ai du. Đi coi. Vậy là ngày hôm nay, dù đôi chút gặp khó khăn với hai chiếc quần rắc rối, gây ra bao nhiêu phiền toái, thế nhưng Thiên và Bảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bà giao cho. Giờ thì hai anh chàng đúng là một biệt đội vận chuyển chuyên nghiệp rồi đấy. Ôi con mệt quá, xe con mất lăn như vậy hả? Rất là dễ thương. Trong tất cả nguyên cái hành trình này, một vấn đề thì các bé đều có hai hướng xử lý khác nhau. Đối với Bảo thì là phải tính toán, phải suy nghĩ. Còn đối với anh kia thì là anh lém hơn. Cái suy nghĩ của anh này là hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, làm sao giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ. Anh thích nhất ở hai cậu này ở một cái nữa là mặc dù trời rất là nóng, mồ hôi ướt hết cả lưng áo rồi, hành trình cũng rất là gian nan, nhưng không khóc lóc, đấy mới là cái vượt qua lớn nhất đấy. Xin được hỏi bà ngoại với mẹ là thấy các bé có cái gì khác ở nhà với cái hành trình con đã lớn khôn không ạ? Dạ, khi mà mẹ cháu nhận cái công việc này ấy, thì tôi nói với mẹ cháu rằng thì là con suy nghĩ cho kỹ đi. Chứ tại vì từ nhà mình xuống tới cái quán là chỉ cỡ chừng 50 mét thôi. À, mỗi khi mẹ cháu bảo con ơi đi xuống quán mua cho mẹ cái này cái kia thì nó lại chạy ra đó. Bà ngoại ơi đi với con. Thế mẹ cháu nói kệ nó, con cứ thử để cho biết. Nhưng mà rồi bà ngoại và mẹ thấy đó, con hoàn thành nhiệm vụ một cách rất bình thường. Chú Bách ngồi đây, chú Bách cảm thấy rất là khâm phục hai bé. Rõ ràng hôm nay là chúng ta có rất nhiều bài học cho các bé. Bây giờ thì con biết thêm đó, một cái kỹ năng sống nữa. Đúng rồi. Đó là tới những cái nơi đã có những quy ước với nhau rồi thì mình phải làm theo cái quy ước đó. Chính xác. Kể cả đó là cái vật của mình, nhưng cái việc mình phải chứng minh nó là của mình, yeah, đôi khi nó còn quan trọng hơn. Gửi xe thì phải có thẻ xe mới được lấy. Kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bây giờ cô Thảo xin được mời Minh Thiên với Thái Bảo ra sân khấu nào. Thiên, cô Thảo hỏi nè, cơm hồi nãy con làm đổ của chú Đại á, chú Đại có ăn được không con? Dạ. Bữa đó mình bị tuột cái quần á, sao mình không bỏ ra luôn rồi mình đi về? Phải mặc quần luôn, mát mà, nó đỡ bị tụt. Nó có sợ không? Đó là lý do. Sao cái đai mắt? Không, chạy, nó có mũ. Chú qua đây. Dạ, thôi thiệt nhiên.